Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cái series mới giới thiệu với các bạn về một cái ngôn ngữ lập trình tên là Scratch. Thì đây là một cái ngôn ngữ nó rất là cơ bản và chúng ta sẽ sử dụng các cái khối lệnh để mà chỉ dẫn cho cái máy tính của chúng ta sẽ làm những cái công việc nhất định. Thế thì việc sử dụng các cái khối lệnh như thế này thay vì việc viết những cái dòng code như các ngôn ngữ khác sẽ giúp cho người học cảm thấy dễ dàng hơn rất là nhiều. Chương trình sẽ rất là ít các cái lỗi về mặt cú pháp. Thay vào đấy thì nó chỉ còn các cái lỗi gọi là lỗi logic thôi. Thế khái niệm thế nào lỗi cú pháp và lỗi logic thì có thể với những người hoàn toàn chưa biết lập trình thì sẽ xa lạ, nhưng mà các bạn yên tâm rằng là trong quá trình học thì tôi sẽ cố gắng giải thích tất cả các cái thứ này. Và cái ngôn ngữ lập trình Scratch này thì nó được thiết kế ra bởi Viện Công nghệ Massachusetts, hay là viết tắt là MIT, và nó là một cái công cụ tuyệt vời mà giúp cho những cái bạn nhỏ có thể bắt đầu với cái việc học lập trình của mình. Thế thì có một số cái ưu điểm về Scratch đấy là gì? Nó là một cái ngôn ngữ mạnh mẽ và nó các cái công cụ để mà lập trình cái ngôn ngữ này thì nó là miễn phí. Nó rất là dễ học và nó có cung cấp cho chúng ta các cái cách khác nhau để chúng ta có thể sử dụng phần mềm, chia sẻ phần mềm và giao tiếp với những cái người dùng Scratch khác một cách dễ dàng. Thế thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web là scratch.mit.edu, hoặc là các bạn có thể search ở trên Google. Và ở đây thì chúng ta sẽ truy cập vào scratch.mit.edu. Thì bình thường giao diện mặc định của nó sẽ là tiếng Anh. Tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể chuyển nó sang tiếng Việt bằng cách là các bạn kéo xuống dưới đây và các bạn sẽ có các cái lựa chọn ngôn ngữ khác nhau. Hiện tại thì của tôi nó đang là tiếng Việt rồi, do là lúc trước tôi có truy cập và tôi có chọn tiếng Việt rồi. Thế còn nếu mà các bạn nào mà có biết một chút tiếng Anh thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Anh. Cái việc sử dụng tiếng Anh này thì nó có một cái ưu điểm, đấy là khi mà các bạn sử dụng tiếng Anh trong Scratch thì sau này khi các bạn chuyển sang các ngôn ngữ khác thì các bạn sẽ cảm thấy rất là quen. Thì còn nếu mà hiện tại các bạn không biết một chút tiếng Anh nào, các bạn cảm thấy tự tin với tiếng Việt thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Việt. Thế thì trong cái series, những cái clip mà nói về Scratch này thì tôi sẽ sử dụng lẫn lộn cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Cơ bản thì tôi sẽ dùng tiếng Việt nhưng mà sẽ có đôi lúc là tôi sử dụng tiếng Anh. Thì cái Scratch này nó sẽ có hai cái lựa chọn dành cho các bạn. Một là các bạn chạy cái Scratch này online, tức là các bạn truy cập vào trang scratch.mit.edu như tôi vừa làm, sau đó thì các bạn tiến hành là khởi tạo. Hoặc là các bạn có thể tải cái phần mềm Scratch này xuống, sau đó và cài đặt vào máy tính. Thì khi các bạn cài đặt vào máy tính xong thì sau này các bạn không cần phải kết nối internet nữa, các bạn mở cái phần mềm đã cài trên máy tính xuống và các bạn có thể làm việc luôn. Cái này nó cũng, tôi nghĩ là nó cũng khá là tốt, bởi vì là nó sẽ giúp chúng ta không bị phụ thuộc vào máy tính. Tuy nhiên là cái giai đoạn đầu thì tôi sẽ ưu tiên sử dụng cái phần mềm Scratch mà nó dùng cái trình duyệt như thế này. Đây là cái clip giới thiệu, cho nên tôi sẽ dừng ở đây. Trong cái bài sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký một cái tài khoản bằng cách ấn vào nút tham gia Scratch. Và sau khi có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Và sau khi mà các bạn đăng nhập thành công thì các bạn có thể ấn khởi tạo. Tất nhiên chúng ta có thể ấn khởi tạo ngay để bắt đầu viết một cái chương trình Scratch của mình. Tuy nhiên là chúng ta nên đăng ký một cái tài khoản dưới sự giám sát của phụ huynh. Sau đó thì những cái chương trình chúng ta viết ra nó sẽ được lưu lại ở trên cái tài khoản online của chúng ta, thì nó sẽ tiện cho cái việc là học tập và làm việc lâu dài. Thì còn nếu các bạn không có tạo tài khoản mà các bạn muốn lập trình ngay thì các bạn hoàn toàn có thể lập trình ngay mà không cần phải đắn đo gì cả. Trong clip sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái thao tác tạo tài khoản, đăng nhập. Thế còn clip này thì chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.